Chào anh chị và các bạn. Hôm nay công ty Yuki chúng tôi làm cái video ngắn để sơ lược về quá trình 10 năm công tác của Yuki và tình hình về vợ ngoại tình hoặc là chồng ngoại tình nó như thế nào, để chia sẻ cho quý vị các bạn nhận biết được là khi nào có dấu hiệu chồng mình hoặc vợ mình ngoại tình. Thì sau đây Yuki có một số cái điểm để quý vị các bạn nhận biết dễ hơn. Thế thì ngoại tình ở đây là gì? Ngoại tình với hình thức nó như thế nào? Nó diễn ra trong cái quá trình ra sao? Thì ở đây Yuki cũng chia sẻ là ngoại tình có nhiều dạng. Dạng về thiếu thốn tình cảm, dạng về sự cô đơn hoặc là có nhu cầu tình dục cao đối với các chị em phụ nữ hoặc cánh mày râu. Thì ở đây cái ngoại tình tư tưởng nó bắt nguồn từ ở trong cái tim của mỗi người. Khi mà đưa ra ở bên ngoài thì mọi thứ nó khác nhau hoàn toàn. Họ cứ nghĩ là ngoại tình nó sẽ làm cái gì đấy nó tương đồng, nhưng không phải. Ngoại tình tư tưởng khi mà đem ra áp dụng thực tế thì họ thấy cảm giác nó là một cái gì đó nó rất khác. Nó nằm ở trong cái phạm trù là giống như chúng ta từng nghĩ là ra xã hội nó thẳng không thể nào áp dụng được. Thì đó là cái ngoại tình về tư tưởng. Còn ngoại tình về cái vấn đề mà tình dục cao thì ở giữa xã hội này thì hầu như 10 năm ở trong khi công tác gặp hàng ngày một vài chục trường hợp nhiều người ngoại tình theo cái tư tưởng cần nhu cầu, còn có những người vì tình cảm. Thì nó chia ra làm hai dạng. Thì để phong phú hơn thì sau này Yuki sẽ làm những cái livestream rõ hơn và thực tế hơn cho các bạn nhìn nhận được. Hôm nay thì chúng tôi nêu ra một số cái lý do mà thường là dẫn đến ngoại tình. Ví dụ đầu tiên là người đối diện của mình, người đầu óc tay con của mình đối với xử với họ như thế nào, ra làm sao. Thì bản thân của những người mà làm chồng làm vợ, khi mà người ta cảm nhận được chồng mình là những cái gì đấy mà thật sự luôn để mà người ta cảm thấy yên tâm thì chắc chắn điều là không có xảy ra cái tình trạng ngoại tình. Nhưng còn những trường hợp làm cho người ta cảm thấy cô đơn, làm cho người ta cảm thấy đôi khi gọi là thiếu thốn ở trong cái mức sinh hoạt của vợ chồng, hoặc là cái cách đối xử của một người vợ người chồng khi mà nói chuyện hoặc là khi chia sẻ cái áp lực công việc hoặc là một cái gì đấy ở trong gia đình thì không làm được, thì dẫn đến một cái gì đó gọi là thiếu sự chở che, rồi xong dẫn đến một cái gì đấy ở trong cái tâm lý tư tưởng của họ, nên họ cần một cái gì đấy gọi là thoải mái hơn, được quan tâm, được chiều chuộng hơn. Nên nói ra một cái khác hơn thì nó có những thứ là do chính bản thân chúng ta gây ra, chứ không phải là ở một cái khía cạnh là chỉ là ngoài xã hội nó tiếp cận. Và nếu như mà trong cái quan điểm của chồng mình mà cảm thấy hài hòa về cái vấn đề mà chăn gối, về cái vấn đề mà những câu chuyện chia sẻ, thì tôi khẳng định luôn không có trường hợp nào bị bệnh tình. Chỉ trừ những trường hợp là anh chị các bạn chưa đối xử với người mà thương yêu mình hoặc là chăm sóc người ta để mà người ta cảm thấy thiếu thốn thì chắc chắn nó sẽ dẫn đến cái tình trạng này. Hôm nay cũng rất may mắn là thân cường Yuki có một vị khách bay từ ngoài Hà Nội vào, mặc dù là dịch nhưng anh cũng muốn đến đây để chia sẻ cái thông tin của anh. Thì hôm nay chúng tôi cũng có một buổi ghi hình nhưng xin phép được giấu mặt vị khách. Mời anh vào. Anh ngồi đây. Chào anh. Anh ngồi. Mới vừa đáp máy bay xuống. Mình đã trao đổi qua điện thoại thì hôm nay mình sẽ đến nhà tư vấn vấn đề của nó có nhiều cái thay đổi. Nói chung là có sự thay đổi rõ ràng thì vợ chồng sẽ nhìn nhận ra. Đầu tiên là trong 1 tháng gần đây thì thường xuyên có cái tình trạng là trang điểm đậm hơn, xuất hoa khi ra ngoài, mặc dù trước đây là rất là đơn giản.
hay có những cái cuộc điện thoại ngầm mà kiểu như điện thoại đến rung không nghe máy. Trước giờ thì toàn là để chế độ chuông, bây giờ tự nhiên là chuyển qua chế độ rung. Không bấm bận, không nghe máy, có hỏi thì báo là chắc người ta nhập số. Ngoài những vấn đề đó, anh còn nghi ngờ thêm một cái số vấn đề khác cụ thể hơn. Đến thời điểm hiện tại thì thực sự là vẫn chưa có, tại vì vẫn đi làm về đúng giờ, vẫn chăm lo cho con cái, cuộc sống vợ chồng nó vẫn bình thường. Nhưng mà cái bản năng vợ chồng cảm nhận ra là có cái gì đó cũng thay đổi rất là nhiều. Xin hỏi đại cho anh biết là chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nay là 34 tuổi. Chị 34 tuổi, thế hai cháu nhà mình được mấy tuổi rồi? Một đứa thì 7 tuổi, đứa thì 3 tuổi. Rồi, vậy là mình đầy đủ nếp tẻ hả anh? Đúng rồi. Thì những cái dấu hiệu mà anh nói thì theo kinh nghiệm lâu năm của thám tử Yuki thì nhìn nhận được là có dấu hiệu nhưng mà mình chưa chắc chắn. Nên nếu thật sự luôn anh có cái quan điểm nào nó phù hợp, nó rõ ràng thì bên em sẽ có cách tư vấn và làm sao để xem chị có hay không, để giải quyết một cái vấn đề gọi là cái gì là tư tưởng cho mình thật sự thoải mái. Chứ thực ra em nói thật với anh luôn, cái gì như cái vợ đơn ngoại tình rất chi là khó khăn và trong đầu thì rất chi là ôm mê, mình chẳng làm được cái gì cả. Công việc thì chắc chắn một điều là anh lại bị đình trệ rồi, nên có làm được cái gì đâu. Thì cảm ơn anh hôm nay mình phải vào đây để chia sẻ cho em biết mùa này dịch. Em bay ra đó về mà cách ly mười mấy ngày thì em không làm được cái gì cả. Nên nhiều khi đúng là nó thật là có được một vị khách hàng như anh em cũng cảm thấy rất may mắn. Mà cái vấn đề đó thì bọn em chia sẻ là bây giờ bọn em có nhiều phương án để mà làm việc. Một, có thể xác định là theo dõi trong cái quá trình chị đi đâu mà làm gì sau thời điểm công việc, hoặc là có thể đi cà phê bạn bè trên một cái mức độ bình thường, thì khi đó chúng ta mới xác định là chúng ta cần làm gì vào thời điểm sau. Chứ bây giờ không thể nào mà mình đặt hết trạng thái vào là vợ mình ngoại tình, thì cái đấy trong cái phạm vi của mình thì chắc chắn là điều đó là tư tưởng không thoải mái, mình không làm được gì cả, về nhà mình sợ mình cằn nhằn, thì khi đấy chị sẽ bị cái tác động của mình là như người ta đang có, nhưng mà mình về mình làm cái gì đấy người ta suy nghĩ lại là như chồng mình biết thì sao. Nên tốt nhất là nếu thật sự thời điểm anh tin tưởng Yuki, ok, bên em sẽ hoàn tất hết tất cả hồ sơ để bên em triển khai. Thì chia sẻ với anh là mình cứ suy nghĩ thoải mái đi, mình không cần nhất định là mình cứ nghĩ vợ mình ngoại tình, rồi sau này khi mà mình tìm hiểu hết tất cả mọi thứ xong xuôi thì mình nên chấp nhận một vấn đề, chứ đừng có đặt nặng vào cái vấn đề mà phải suy nghĩ với đau đầu mình gì. Đó là cái đó là cần thiết cho anh nhất bây giờ. Về cơ bản thì hai vợ chồng lấy nhau 10 năm, ở 10 năm có con cũng hơi trễ, nhưng mà nói chung là chưa một lần khúc mắc. Bà xã mình là một người rất là tử tế, mà không có gọi là đua đòi hay ăn chơi thì từ xưa đến nay. Nhưng mà có một cái điểm rất là nghi ngờ ở đây, đó là ví dụ như hôm qua đột nhiên có một cái tin nhắn ra luôn đến mà chưa kịp xem là vô hồi lại, thì hỏi là có gì thì bảo không có gì, chắc là máy nó cấy. Thế nhập cái là suy nghĩ nhất là cái nằm ở chỗ đó, có nhiều không biết là nội dung là gì. Nếu thực sự là nhắn nhầm thì cũng không cần thiết phải xóa đi, chỉ biết phải thu hồi lại. Thế chị nhà mình làm công việc ở đâu em? Làm công ty nước ngoài. Bộ phận gì? Bây giờ hiện giờ em là quản lý kinh doanh, phó trưởng phòng gì đó. Thì cái mức độ mà phòng kinh doanh thì theo nhận xét thì họ hay phải tiếp xúc ở bên ngoài, một là khách hàng, rồi xong rồi đồng nghiệp, rồi còn bạn giám đốc. Nhiều khi đó là một cái gì đó thì mình cũng nên xem xét lại cho nó kỹ hơn về một số cái vấn đề chi tiết. Thì nếu như cần thật sự cần lắm thì chúng ta mới bắt đầu vào cái cuộc để mình tiến hành, để mình điều tra xem có hay không, chứ đôi khi nó nằm ở một cái giai đoạn cũng hơi bị mông lung. Theo anh chia sẻ thì em cũng cảm nhận được là một cái gì đó nó đã thay đổi, hiện tại nó thay đổi, nhưng mà nếu thật sự luôn
mình cũng cần thêm một chút xíu thời gian cho nó thoải mái hơn để xem thêm, gọi là mình phải thu thập thêm một số cái bằng chứng để mà mình cảm nhận được rõ hơn. Như trường hợp anh theo nghĩ có thể là chị em bạn công việc hoặc là như thế kia, hoặc là cần phải tiếp khách như thế này nó ở bên ngoài thì người ta vẫn cần một cái thời gian, người ta phải làm đẹp. Phụ nữ thời nay cũng phải làm đẹp nhiều chứ, điều đó là điều đương nhiên. Đúng rồi, cái đó mình không có phủ nhận, nhưng mà có những cái nói chung là nó trong cái cảm giác mà người ta cảm thấy bất thường. Giữa vợ với chồng thì thông thường thì nó sẽ có cái giác quan riêng, như là vợ mình nó có cái thay đổi cái gì đó, nó có sự bị lén lút là trong cái đầu mình nó sẽ suy nghĩ đến ngay đấy. Đàn ông mình thì cảm nhận là chính xác, ít khi nào mà cảm nhận họ cảm nhận sai lắm. Thì nếu thật sự luôn bây giờ bên em có một vài cái gói mà tư vấn làm việc, thì ví dụ anh có thể theo thứ một tuần, từ thứ hai đến chủ nhật xem cái quá trình chị ấy đi có đúng giờ, có cái gì nó thay đổi không, còn không thì mình làm cái vấn đề chọn gói. Thì bên em có một cái vấn đề chọn gói, một cái bao chọn gói là bên em làm thế nào ra. Ví dụ anh có thể làm cả tháng, 2 tháng thì bên em mình chịu hoàn toàn trách nhiệm về cái vấn đề này. Thì 7 ngày thì cái lịch trình cụ thể thì ví dụ như anh đã biết rồi đấy, thì sáng đi đâu làm gì với ai như thế nào, trưa như thế nào, về rồi xong buổi chiều buổi tối, ví dụ có đi gặp gỡ khách hàng thì gặp ai, thì bên em có những thiết bị ghi hình hoặc là quay phim trực tiếp để gửi cho anh. Đó là cái quá trình làm việc của bên em. Còn theo yêu cầu anh thì cái đấy nó phát sinh đến mức độ nào thì chúng ta làm việc thêm. Đúng rồi, thực ra thì đã vào đây thì cũng muốn làm rõ ra thì công việc cũng bận, mình phải đi suốt nói thì vợ chăm sóc con cái, nhiều lúc mà bảo gì mình yêu anh thì cũng không được. Làm bí mật thì làm rõ ra thì mình cảm thấy thoải mái tưởng tượng hơn, nhưng mà nói chung là đã xác định rồi thì chuyện gì nó đến thì nó cũng phải đến, thì chắc là cũng phải nhờ đến công ty làm rõ vấn đề này. Trước mắt thì có thể mình phải tìm hiểu cơ bản coi những cái thay đổi đó là gì, là tại sao lại như vậy. Còn nếu mà trong trường hợp mình thấy nó không ổn lắm thì mình sẽ nhờ là nguyên gói cho nó đầy đủ hết. Vậy thì bây giờ theo anh nói thì bên em sẽ ký với anh một tuần, tức là 7 ngày làm việc. Thì cụ thể 7 ngày làm việc bên em có cam kết ký cái hợp đồng, trong quá trình anh muốn xuất hóa đơn về cái vấn đề liên quan đến công tác thông tin, bên em vẫn xuất được hóa đơn cho anh. Thì hợp đồng bên em thì giá trị thì em đã trao đổi với anh qua điện thoại rồi, thì mình nhận cọc trước 50% sau khi thực hiện bắt đầu thực hiện hợp đồng, thì anh thấy nó như thế nào? Ok, thì cái giá cả thì nó không quan trọng lắm. Quan trọng là bây giờ là những người mà tìm đến cái dịch vụ này họ cần thiết là cái kết quả và độ chính xác của nó. Bên em thì anh yên tâm, bên em thì cung cấp chắc chắn một điều luôn là có cái gì bên em sẽ cung cấp, không gian dối, không lọc lừa, không hình ảnh sao chép, mà hình ảnh cụ thể báo cáo hàng ngày nếu như anh yêu cầu. Buổi tối bên em sẽ cập nhật báo cáo cho anh liên tục trong cái quá trình làm việc, hoặc cái thời điểm nào đó anh cần thì anh chỉ cần gọi bên em sẽ cung cấp được đang ở đâu, vị trí như thế nào và hình ảnh kèm theo. Ok, vậy thì thôi, quy trình làm việc thì mình cũng đã nắm được rồi, thì bên công ty chuẩn bị bản thân vào đầu, nếu gì hai bên mình ký kết, chắc mình phải làm sớm để cho giải tỏa tâm lý, chứ để lâu thì làm cũng không được. Vâng, thì để bên em sắp xếp một nhân sự nào đó tốt nhất để mà làm việc với anh. Em cũng sẽ xuống khảo sát khu vực xem cái khu vực nhà mình nó như thế nào, đường đi nước bước ra sao để tránh cái tình trạng. Nhiều khi em nói thật anh luôn, có những khi là một người nó hay bị mất dấu, em chia sẻ chân thành. Có những khi hẻm nó thông 2-3 đường nên bên em sẽ có bộ phận nghiệp vụ xuống để mà triển khai xem ở đó cần thiết làm như thế nào và đã làm sao. Thì sau khi khảo sát xong thì em sẽ mang hợp đồng qua để anh ký. Ok. Ok, có gì thì mình sẽ gặp lại khách sạn mình đỡ ha. Ok, cảm ơn anh. Vừa rồi là một cái trường hợp mà đơn giản nhất mà Yuki hôm nay tiếp nhận, thì thật sự luôn trong một ngày làm việc của Yuki thì rất nhiều trường hợp xảy ra. Nếu các bạn hoặc là các anh chị
mà nằm ở trong cái những trường hợp mà giống như là Diệu Kỳ vừa chia sẻ thì cứ vui lòng liên hệ đến thám tử trong công hoặc liên hệ hotline của công ty thám tử Diệu Kỳ 0939 811 666. Ngoài những trường hợp mà liên quan đến vấn đề đàn ông hoặc là đàn bà không quan tâm lẫn nhau, còn những trường hợp ví dụ ở đây có một vài trường hợp là do nhu cầu quá cao thì dẫn đến người vợ người chồng không đáp ứng đủ thì bắt buộc họ đi ra ngoài và họ ngoại tình. Thì cái vấn đề đó thì trường hợp bên thân tử chung kia đã gặp rất nhiều.